Ôi trộm vía 1 tỷ lần đó mọi người. Đợt này ai gặp Ngọc ở ngoài cũng khen là cái làn da của Ngọc dạo này rất là đẹp, nó bóng và nó có cái độ khỏe đó. Thì cái sản phẩm kem dưỡng ngày và đêm này của Laco nó cải thiện hiệu quả nhìn thấy bằng mắt thường luôn mọi người ạ. Trong này nó bao gồm tất cả những cái gì mà chị em mình cần luôn. Nó có hai ngăn, một ngăn là màu xanh là dưỡng vào ban đêm, và buổi sáng khi mà chúng ta thức dậy chúng ta sẽ thoa một cái lớp dưỡng màu xanh này để cái làn da chúng ta được cấp nước, cấp ẩm và làm tăng sinh collagen với những ai mà chúng ta có những cái nếp nhăn ở cái vùng khóe mắt này đó, khóe rãnh mũi này này đó, thì nó sẽ làm căng đầy lên và những cái đốm nâu ở trên cái làn da chúng ta sẽ mờ đi trông thấy luôn đó. Thì cái lớp này ấy, nó sẽ làm bổ sung cái HA booster cho cái làn da của chúng ta căng mướt. Đây khi mà mình thoa lên nhá và mình massage nhẹ ở những cái vùng khóe mắt này và những cái vùng nếp nhăn này, nó sẽ làm đầy ngay lập tức luôn. Giống như là cái làn da của chúng ta sau khi mà đắp mặt nạ xong nó căng mướt như thế nào thì cái này nó sẽ căng như vậy. Và cái HA booster ấy, thì nó chính là cái dạng HA với kích thước gọi là nhỏ nhất trên thị trường được nghiên cứu hiện nay, đó là chính là có 2.000 đa tông thôi. Và khi mà nó thẩm thấu vào cái làn da chúng ta nó căng lên gấp 3 đến 500 lần. Thì cái này nó là cái thông số về khoa học, nên là khi mà nó thoa lên trên làn da chúng ta đây mọi người thấy không ạ, là nó có cái độ bóng ngay lập tức luôn và cái làn da của chúng ta nó sẽ rất là mướt. Bình thường nếu như mà mọi người mà trang điểm ấy mà chúng ta hay bị mốc hay là nó có những cái lợn cợn nó không phẳng ở trên cái làn da của chúng ta, mình thoa cái lớp màu xanh này xong lập tức nhá, khi mà mình trang điểm hay là mình thoa những cái lớp dưỡng da ban ngày lên ấy, nó trong mướt vô cùng luôn, mình nhìn thấy và mình cảm nhận được ngay lập tức luôn đấy mọi người. Còn cái ngăn màu hồng này đó chính là ngăn ban ngày, kem dưỡng ban ngày. Kem dưỡng ban ngày này thì bên trong nó có ba cái tác dụng. Thứ nhất đó chính là làm kem chống nắng cho mình luôn đấy, và thứ hai nữa là gì, nó sẽ làm một cái lớp trang điểm mỏng nhẹ cho chúng ta. Và trong thành phần của nó thì vẫn có HA booster này, vẫn có thành phần tinh chất hoa hồng và hạt lựu đỏ, nên là khi mà mình thoa vào ấy, làn da của ta nó sáng nhẹ từ bên trong và nó sẽ sáng nhẹ từ bên ngoài, nên là cái làn da của ta nó trong vắt như pha lê luôn đấy mọi người. Đây nhé, mọi người nhìn này, nó thích lắm đấy mọi người ạ. Đó, nó trong, nó mướt và cái làn da của ta được bảo vệ với cả kem chống nắng luôn suốt một ngày dài luôn đấy. Và khi mà mình thoa lên ấy thì với những cái người mà chúng ta ít trang điểm ấy thì cái lớp này nó sẽ giống như một cái lớp trang điểm nhưng mà nó rất là mỏng nhẹ, và người ta chỉ nhìn thấy là cái làn da mình nó sáng lên thôi chứ không nhìn thấy là kiểu như nó có những cái vân kem hay là giống như chúng ta thoa cushion đâu mọi người. Đấy, nó trong mướt lắm. Đây mọi người nhìn không, hai bên này nó có cái sự khác biệt rất là rõ rệt đấy nhá. Đấy, Ngọc thoa một nửa bên này cho mọi người nhìn thấy này, nó vừa có cái độ bóng mà cái làn da của chúng ta nó vừa có độ căng mướt mà nó sáng nhẹ lên. Xuất sắc luôn, Ngọc mê lắm ấy, trời ơi Ngọc mê vô cùng luôn. Và cái em này đang có ưu đãi đấy mọi người nhá. Trong cái thời gian mà ưu đãi mình mua ấy thì cái giá của nó đang là 927.000, mà bây giờ ưu đãi giảm chỉ còn có 789.000 thôi, là bao gồm cả dưỡng đêm cả ban ngày luôn. Mang một cái lọ này là coi như có cả thế giới luôn rồi đấy. Và được tặng kèm cả một toner khi mà mình mua nữa. Đây mọi người nhìn không, hai bên này đấy, nó có cái độ căng bóng và nó khỏe từ bên trong, nó giảm những cái nếp nếp nhăn của chúng ta đây này. Đấy, đây mọi người nhìn thấy không, bên này Ngọc cười nó nhăn quá trời quá đất đấy. Đây, bên này nó căng đầy lên này. Nó là HA booster ấy, nó là cái thành phần rất quan trọng để giúp cái làn da chúng ta căng đầy lên đó, và nó có cái độ bóng khỏe, làm giảm đốm nâu, giảm nếp nhăn, rất hiệu quả cho các chị em mình. Mê, xuất sắc luôn đấy nhá. Đây là có 789.000 đang giá ưu đãi đấy mọi người. Hốt luôn em này đi, xuất sắc vô cùng, không bao giờ hối tiếc trong cuộc đời này đâu. Ngọc đã review là rất là thành tâm review cho mọi người luôn đấy. Em này dùng mê lắm. Làn da không tuổi luôn đây này. Thích ngắm gương, thích tự thích luôn đấy.